Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Con trai và má. Tết năm kia, bạn tham gia một vở ca kịch mừng giao thừa trên quảng trường. Chương trình được truyền hình trực tiếp. Má bạn coi tivi, thấy vậy liền lấy điện thoại gọi lúc vợ diễn đang giữa chừng. Nói Tết nhất rồi, bay còn vé mặt, hề ca hát chi nữa. Thay áo xuống đi, về. Bạn xoa cái bụng ông địa đồn vải chàng ban của mình, nói chờ con chút nữa má ơi. Sau lúc kể với tôi, bạn nói thì dặn cho có vậy, chứ bà già tao chờ tao tới suốt đời. Tết đó bạn 43 tuổi. Tôi với bạn không thân, có khi cả tuần mới ngồi chung với nhau ở bàn, ở nơi gần như là duy nhất của quán cà phê Văn Nghệ. Nhưng tôi quen má của bạn, một bà già tuổi trên 70, đẹp người, mỗi tháng bà ăn chay 4 ngày. Bà bị say xe, đi Sài Gòn lần nào cũng gọt củ sáng đem theo nhai cho đỡ nhộn nhạo trong ruột. Buổi sáng đi chợ, thay vì vô tiệm phở, bà chỉ ăn nắm xôi hay một ổ bánh mì trơn. Số tiền còn lại, bà chắt mót bỏ ống cho bạn cất nhà. Bà có cái đầu óc mượn làm từ tóc rụng của mình, chính mình nhặt nhạnh. Đôi lúc đọc mấy mẫu chuyện con bạn viết, truyện nào cũng có nhân vật má, bà kêu kiếm gì đó viết nhắc tới ba bay, kẻo ông buồn. Tôi chưa gặp bà má đó lần nào. Những gì tôi viết đều do bạn kể. Ngoài cà phê đá, sữa đậu nành, ngồi với bạn tôi được thưởng thức thêm món bà già tao. Như một ám ảnh ngọt ngào, quán nằm giữa lòng thành phố, nhưng có khi bạn làm tôi thấy bóng người đàn bà ngồi câu cá, chốt giấy làm khô, rồi gửi rau chợ cho con. Bà hái bông sa đũa về, nấu chua với cá rô đồng. Tôi thấy bà ngồi trong bếp, thêm lửa cho đáy nồi dày cơm cháy. Món này bạn cực kỳ khoái. Những ngày Tết, bà hay lảng vảng gần chỗ mấy đứa con chơi bài cào. Hóng coi đứa nào thua nhiều, bà lén luồn tiền cho nó. Và bạn luôn là người thua nhiều nhất. Bà má bận lòng với bạn nhất. Lần nào về, trong mớ hành lý của bạn cũng nhồi nhét bao nhiêu là quần áo quăng queo. Má lục lọi ra ôm đi ủi. Qua cửa là bà ngó từ trên xuống dưới, lúc bảo cạo râu bớt đi, lúc chê tóc dài quá. Phủ cả lỗ tai, mà để móng tay chi dài thượt ngứa con mắt. Bạn hí hửng, bị rầy mà vô cùng hí hửng. Má càm ràm, bạn coi bạn như má hát ru vậy. Bạn không bao giờ nói kiểu như ta thương má, nhớ má lắm. Tình cảm của bạn đặt vào những câu chuyện, những ký ức, những kỷ niệm có thể đã cũ kỹ rồi, hoặc còn tươi rối mới hôm qua. Lần về thăm má gần nhất, nơi bạn sống cách nhà 60 cây số. Lâu lắc vài ba tháng bạn mới về một lần, nhưng cảm giác chưa bao giờ bỏ má đi đâu quá một ngày. Lá bay ngoài đường rơi, bạn mơ màng. Bà già tao tầm 4 giờ sáng là xách chổi đi quét lá ngoài sân. Một người bán quà rong đi ngang qua, bạn nhếch miệng. Bà già tao ưa bánh phồng nếp nướng. Ngồi trong quán ngó trời mưa, mà mắt bạn ngậm sương như thể trước mặt thấp thoáng dáng một người phụ nữ đang xúc rửa mấy cây lu, đắp đất bê quanh nền nhà. Chống ngập, lấy máy cao su, căng che cho mùng con khỏi dột. Bạn là họa sĩ, kim viết văn xuôi, làm thơ kim diễn viên, và ca vọng cổ nghe cũng mùi. Chữ của bạn luôn có hình ảnh bà mẹ tần tảo với đầu óc, mượn sức dầu dừa. Kim tay cài miệng túi áo, chân đi dép lào, nồng mùi dầu gió. Nhưng khi vẽ, hiện diện trên tranh bạn rất nhiều trẻ con.
Những đứa trẻ đang giỡn, đang chơi, xúm xít với nhau hồn nhiên, ngước mặt ngó trời, bình an và nhẹ nhõm. Như thể khung tranh đã che khuất, bà mẹ chúng đang ở gần đâu đó, đang bao dung dõi theo, ngó chừng bảo bọc cho. Tôi có cảm giác đó, nhưng cảm giác cũng đầy chủ quan. Tôi bị ám ảnh bởi thứ tình cảm kỳ lạ mà bạn dành cho má. Đôi khi chỉ một lần giọng bạn trở nên thảng thốt: "Bà già tao nằm đâu ở Sài Gòn?" Đôi khi tôi học từ những câu chuyện thảng hoặc nhát gừng vô chừng của bạn cách làm mẹ, làm con. Và cũng có lúc tôi hơi nghi ngờ, không biết chi tiết này, câu chuyện kia có thật không. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù bạn viết truyện ngắn bằng lời, thì ba chữ "bà già tao" từ cái miệng râu ria rậm rạp của bạn cũng lan ấm áp sang tôi rồi. Bạn kể má sinh bạn khi thai chưa đầy 7 tháng, sinh non èo uột. Bạn được nuôi dưỡng trong bệnh viện cho tới khi về nhà, má đã mang bầu thêm đứa nữa. Đứa trẻ chưa được ôm ấp bao nhiêu thì nhường vòng tay mẹ cho em. Câu chuyện đó nhen trong tôi một cảm giác lạ lùng. Biết đâu bạn nuôi dưỡng trong mình một tình mẫu tử cực kỳ phức tạp ngay từ lúc bé thơ mà tôi chưa hiểu thấu. Và những sớm mai tôi biết bạn hay trông tôi tới, bởi tôi luôn chăm chú ngồi nghe bạn nhắc "bà già tao" với tất cả háo hức tò mò. Là người viết, tôi mong giải mã một tình cảm hơi kỳ lạ. Người ta vẫn thường thương má, nhưng ít ai thương ám ảnh kiểu như bạn. Đến nỗi tôi đoán chừng bạn không lấy vợ vì chưa tìm được người phụ nữ nào giống như má bạn. Và bạn còn nghèo, má bạn còn mãi xót xa. Bạn còn lông bông văn nghệ văn gừng, là má bạn còn càng nhàn rầy la. Dường như bằng cách này, bạn giành lấy tình thương của má khi trót sinh ra dưới một mái nhà đông anh chị em. Má ở đầu nguồn nên bạn mãi là con cá liềm kìm suốt đời bơi ngược nước. Ai đó sẽ nói rằng bạn ích kỷ, nghĩ tới bản thân mình, nhưng dường như quyền phán xét chỉ thuộc về người mẹ. Biết đâu bà cảm thấy vui, an ủi khi những đứa con khôn lớn đã lần lượt rời khỏi tầm với của bà. Chị bạn là mãi loay hoay, lẩn quẩn vướng quanh chân. Ừ hự, cái thằng nghề nghiệp lêu bêu, chưa vợ chưa con